Xin kính chào quý vị và các bạn. Ô tô 360 xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn, một lời chào trân trọng nhất ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover. Đó chính là chiếc xe Nissan X-Trail phiên bản SL, phiên bản đủ quý vị các bạn nhé. Số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký 2017, đăng ký biển Sài Gòn quý bạn nhé. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 5.3 km rồi. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết và còn rất là mới, rất là đẹp. Phiên bản SL này là phiên bản đầy đủ hết cả rồi quý vị và các bạn ạ. Không còn thiếu một cái option gì đâu, từ khóa thông minh, đè nổ start top đến đầu màn hình, camera lùi và cửa sổ nóc, cửa sổ panorama toàn cảnh, cốp điện đầy đủ hết luôn quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan X-Trail 2017 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Nissan X-Trail 2017 này quý vị các bạn nhé. Với mỗi chiếc xe chúng tôi bán ra tại cửa hàng, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản, an ninh pháp lý rõ ràng, chúng tôi mua tại chính chủ xe luôn ạ. Và chiếc xe này thì đang đăng ký biển Sài Gòn, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về sang tên, rút hồ sơ, kể cả là đăng ký tại Hà Nội cũng không mất 20 triệu tiền biển nữa quý bạn nhé. Vì biển Sài Gòn với biển Hà Nội nó như nhau, đều đã phải đóng 20 triệu tiền biển rồi, cho nên là quý vị và các bạn không phải mất thêm tiền biển nữa. Chúng tôi hỗ trợ hồ sơ cho quý vị và các bạn đến khi quý vị bạn sang tên chính chủ luôn quý bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm thì mời quý vị và các bạn hãy qua cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị các bạn có thể liên hệ qua số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ.
luôn.